Sao ta? Xương xương bị chửi không ta? Mẹ đang tưới cây hả? Tưới cây thấy mà còn hỏi nữa gì nữa. Hôm nay nắng nóng lắm luôn á. Gì nữa bà nhỏ? Nắng nóng mà được uống một ly trà sữa là đã lắm á. Đi lên nha. Kiếm chuyện uống trà sữa trà đồ nè, hỏi nghe. Nhà nước cũng lâm la uống. Uống mà đau bụng mà mẹ quýnh á. Ngồi chờ. Đi. Trà sữa quá, mẹ ông trời á đã. Hai đi đâu rồi ta? Chắc gì hảo. Alo. Anh Hai. Chị Dũng. Em biết anh Hai đang đi học á. Nhưng mà anh Hai có thương Út không? Vụ gì nữa? Anh Hai biết chỗ nào bán trà sữa à? Không, Hai đang đi học sao mua được. Nhưng mà Út biết chỗ bán trà sữa. Nhưng mà anh Hai đang đi học sao mà mua cho Út được? Không, anh Hai cứ đi học đi. Anh Hai cho tiền Út mua là Út tự biết đi mua à. Rồi, bao nhiêu? Trà sữa có 10 ngàn một ly à. Rồi, chiều về hay cho 20 luôn. 20 luôn? Được 2 ly luôn á. Yeah, cảm ơn Hai. Rồi vậy nha, xịn quá, Hai đi học á.